gió đọc thơ ru ngọn cỏ có tiếng khen lạc bay. Xin chào mừng quý vị quay trở lại kênh YouTube của Lạc Việt Audio. Hôm nay em xin mời các bác cùng với Lạc Việt lên tới huyện Bắc Mê, nhận được sự tin tưởng và ưu ái từ ban lãnh đạo của huyện đã gọi chúng em lên lắp đặt cho trung tâm văn hóa huyện một hệ thống âm thanh sân khấu ngoài trời. Hệ thống này sẽ phục vụ các hoạt động sự kiện lớn trên địa bàn như là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vân vân. Và để đáp ứng được cái yêu cầu lớn như vậy thì bên em quyết định lựa chọn dòng Night Array DB. Đây là dòng sản phẩm có chất lượng cao, bền bỉ, âm thanh tốt và nhất là khả năng sử dụng ngoài trời cho hàng nghìn khán giả, đáp ứng được rất là ok. Và ngay sau đây em xin mời quý vị cùng xem chi tiết bộ dàn âm thanh. Là một thằng con trai nghèo như anh, màu trắng đôi bàn tay, rượu này không say vậy uống cho vơi đầy, rồi mình kể nhau nghe chuyện đêm mưa chẳng có mà che phố xa, đêm mai vô tình thôi cũng vì rằng ngày mai 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 em bước đi cùng ai, anh lẽ loi mà môi khẽ run anh mùa tiếng pháo vô quy muốn giữ em đừng đi, nhưng cớ sao mình chẳng nói nhau câu gì, vì rằng ngày mai ta về, ta về, ta về.